Xin chào các bạn, hôm nay Vinachus vừa hoàn thành cho nhà anh Khanh ở Chấp Trung, Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình một mái ngói rất đẹp với diện tích mái lên đến 180m². Việc thi công mái ngói cho ngôi nhà của anh Khanh được thực hiện với sự tỉ mỉ và chính xác, từ khâu lựa chọn vật liệu cho đến quá trình lắp đặt. Mái ngói màu tím than là loại ngói cao cấp, không chỉ bền bỉ với thời tiết mà còn có tính thẩm mỹ cao, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp tổng thể của ngôi nhà. Trong quá trình thi công, đội ngũ thợ đã sử dụng hệ khung kèo chắc chắn, được thiết kế sao cho phù hợp với kết cấu mái Nhật. Hệ khung kèo AZ150 đảm bảo khả năng chịu lực tốt, giúp mái ngói bền vững theo thời gian mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão. Khi lắp đặt, ngói được sắp xếp kỹ lưỡng để đảm bảo tính đồng đều, không bị lệch hay nứt vỡ. Đặc biệt, các mối nối và điểm giao giữa các tầng ngói được xử lý chống thấm kỹ càng, giúp mái nhà giữ được vẻ đẹp hoàn hảo và đảm bảo không có tình trạng thấm rột. Thiết kế mái Nhật đòi hỏi sự tinh tế trong việc lựa chọn độ dốc phù hợp, giúp thoát nước nhanh chóng, ngăn chặn tình trạng ứ đọng nước. Với diện tích mái 180m², ngôi nhà của anh Khanh không chỉ đạt tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo công năng sử dụng tối ưu. Thi công mái ngói không chỉ dừng lại ở việc lợp ngói mà còn đòi hỏi sự đồng bộ từ việc chọn vật liệu, thiết kế khung kèo cho đến lắp đặt từng viên ngói nhằm mang lại vẻ đẹp bền vững và an toàn cho ngôi nhà của gia chủ. Nếu quý khách có nhu cầu lợp mái ngói vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi 0904 254 234.